Đơn Hennessy không phải vodka, hôm nay không phải nhà nên em cứ rock ra. CP 1.8 khi mình đứng trước gương, bên không thể biết bao lâu đã trôi qua. Nói cho anh biết khi em không ở đây, để những khi em muốn khi ngoài trời kéo mây. Nói với anh vài câu, lúc này em ở đâu? Căn phòng như nhỏ hơn khi anh ở đây và chìm thật sâu. Em nói là anh đang say, nhưng anh nghe em chỉ tưởng tượng. Ta không ngủ trong đêm nay, anh thấy việc đó cũng bình thường. Em kể anh chuyện lúc trước, chuyện hôm nay và cả ngày mai. Anh thích được nghe em nói, sao em như rót mật vào tai. Gặp nhau khi trời tối, em muốn đi đâu? Anh luôn là người đến trước và ra về sau. Hennessy trên tay uống cho hết đêm nay. Em không cần phải vội vàng, cứ ở lại thật lâu. Baby, có những điều anh chẳng thể hiểu được đâu. Em đây vẫn mong cầu sẽ có phép màu để làm mơ đi quá khứ với những ký ức hai mình em đã có dấu thật sâu. Vì đâu ai cứ mãi u sầu, nhưng tại sao em lại chẳng thể quên mau? Rock thêm ở trong chai chỉ còn một nửa. Uống cho những sai lầm mà anh không thể sửa. Đã từng đi thật xa nhưng anh chỉ muốn trở về nhà. Đã từng bay thật cao sợ anh chỉ muốn được tỉnh táo. Em nói là em không sao, anh nghĩ ta sẽ không sao. Nhưng không ai biết những chuyện mà ta trải qua tệ như thế nào. Tắt máy để anh không thể gọi, em không muốn nghe lời anh nói. Sự thật nào cũng có giả dối, anh xấu làm gì nói được rồi. Đưa anh Hennessy không phải vodka, những gì mà em muốn anh có tất cả, quá nhiều suy nghĩ nên từng ly rót ra. Mất mát này quá lớn anh chưa thể bước qua. Điều vui luôn đến trước, còn nỗi buồn thì ở phía sau. Nếu có một điều ước, anh chỉ mong ta gặp lại nhau. Bật hết đèn lên, anh không muốn thấy bóng tối. Bên ngoài cửa sổ, thời gian kéo màn đêm trôi. Có những